Em chuẩn bị đồ xong hết chưa? Đầy đủ rồi anh ạ. Vậy em chuẩn bị đồ đi. Nhớ kỹ lời anh dặn. Hợp đồng này rất quan trọng của chúng ta. Em làm sao thì làm. Mà sao phải về tận quê để ký thế anh? Có gì đâu. Chủ tịch bên đó về quê nghỉ dịch. Đặc biệt, chủ tịch bên đó rất thích những người hiền lành, chất phát. Em làm sao thì làm. Lựa mà lấy lòng. Anh yên tâm đi. Nhất định em sẽ lấy được hợp đồng. Thư ký của anh là ai cơ chứ? Em làm việc thì anh yên tâm rồi. Thôi, ra kia, anh đều lên bến xe. Xong việc, rồi anh xuống sau. Vâng ạ. Đi. Đâu à? Em xin lỗi chị ạ. Mày có biết bộ váy này tao mua bao nhiêu tiền không? Mày có đi làm cả tháng cũng không mua được đâu, biết chưa? Hay là chị về nhà em đi, em sẽ bảo anh trai em đền chị bộ quần áo khác được không? Anh trai mày á? Loại nghèo hèn như mày thì anh trai có khá hơn không? Chị ăn nói cẩn thận, chỉ là vô tình mới khiến sự việc xảy ra như vậy. Chị có cần phải nặng lời như vậy không? Tao việc gì phải ăn nói cẩn thận. Loại nhà quê như mày ấy không có quyền mà lên tiếng. Chị thật là quá đáng. Tao thích thế đấy thì làm sao? Mày có biết hôm nay tao có việc rất quan trọng không? Bẩn thế này thì mày tính sao? Thì tôi đã bảo chị về nhà theo tôi. Tôi sẽ bảo anh trai tôi đền chị bộ quần áo khác. Đấy là chị cứ thích làm to chuyện đấy chứ. Tao không có rảnh để mà về cái mái ngói lụp xụp của mày. Đằng kia là nhà tôi, chị đến hay không thì tùy. Cái con này xui xẻo thật, tự dưng rước về vào người. Không biết con nên cầm cháo thì không đây. Em chào anh ạ. Cô là ai? Sao cô lại đứng ở đây? Dạ, giới thiệu với anh. Em là Huyền, thư ký của anh đạt chủ tịch công ty Vivu ạ. À, hình như sắp tới chúng ta có buổi gặp mặt phải không? Dạ vâng ạ. Nhưng do tình hình dịch đang mạnh, em sợ anh lên thành phố không tiện. Mà sao cô lại biết nhà tôi? Dạ, cái này thì em xin phép không nói ra được. À, sếp em có gửi cho anh ít quà, mong anh nhận cho ạ. Cảm ơn cô, lúc nào đạt cũng chú đáo cả. Thôi, mời cô vào trong nhà ngồi chơi. Dạ vâng ạ. Cô vào đây. Cô uống nước đi. Vâng. Mà cô cũng giỏi thật đấy, tìm được cả nhà tôi. Nếu như là người không quen, dễ bị lạc lắm đấy. Dạ, có gì đâu ạ. Em phải hỏi thăm dân làng mới vào được. Mà nhà anh thích thật đấy, yên bình thật. Cô Huyền đây, cũng thích làng quê à? Tôi tưởng con gái bọn cô phải thích thành phố tấp nập với cả tiện nghi chứ. Em thì lại khác. Em thích cái gì nó yên bình. Em thích ở quê, vì ở quê không khí trong lành yên tĩnh anh ạ. Mà thôi, tiện cô đến đây chơi rồi ấy, thì ở lại ăn cơm với tôi. Rồi chiều chúng ta sẽ bàn bạc về công việc. Được vậy thì tốt quá. Vậy cô cứ ở đây, tôi đi ra ngoài chợ mua ít đồ về nấu cơm. Anh để em đi cho. Thôi, không cần đâu, tôi làm được. Vâng, vậy anh đi ạ. Thank you.
Sao chị lại ở đây? Ai đây? Hóa ra là mày à? Đi đâu đấy? Thì tôi là... À, ô xin chứ gì? Không nói sớm. Chứ loại quê mùa như mày, làm sao là người nhà của chủ tịch được? Chị quen anh Tân à? Chứ sao? Tao là đối tác của anh ý. Hôm nay xuống đây ký hợp đồng. À, thì ra là vậy. Mày còn đứng đấy làm gì? Vào rót cho tao cốc nước. Nãy giờ diễn mệt hết cả người. Được, nước chứ gì. Chờ tí. Con này, mày thái độ với tao đấy à? Mày có tin tao bảo anh Tân đuổi việc mày luôn không? Tôi thách chị luôn đấy. Tôi khuyên chị nên biết ý tứ đi. Cẩn thận, hối không kịp đấy. Cái con này, hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học mới được. Giữ lại. Có chuyện gì ở đây vậy? Anh quen chị ta à? Đây là Huyền, thư ký của cậu Đạt bạn anh. Hôm nay cô ấy đến đây để bàn về việc ký kết hợp đồng. Anh về rồi à? Em đang dạy dỗ lại con Oxy này anh ạ. Cô nói cái gì vậy? Cô biết đây là ai không? Thì là ô xin của anh chứ ai ạ? Đừng có nói hàm hồ. Giới thiệu với cô, đây là Trúc, em gái của tôi. Cô ăn nói cho cẩn thận. Cái gì cơ? Em gái anh á? Sao có thể thế được ạ? Cô có thắc mắc gì sao? Em xin lỗi. Em không biết đây là em gái anh ạ. Sao? Cô không nói được gì nữa à? Lúc sáng, cô còn hống hách lắm cơ mà. Sao cơ? Hai người đã từng gặp nhau à? À, lúc sáng em đi vội, chẳng may va phải cô ta. Cô ta liền không tiếc lời chửi mắng, sỉ nhục em là nhà quê, nghèo hèn. Có chuyện như vậy thật sao? Anh ơi, em xin lỗi. Thực sự, em không biết đây là em gái anh ạ. Nếu em biết, thì em đã không dám làm vậy ạ. Chưa hết anh ạ, vừa nãy khi anh không ở nhà, cô ta tưởng em là ô xin của anh nên không tiếc lời sai vặt và còn định đánh em nữa. Tôi thật quá thất vọng với cô. Thật không ngờ Đạt lại có cô thư ký vô đạo đức, vô văn hóa như vậy đấy. Em biết sai rồi ạ. Mong anh bỏ qua cho em chuyện này được không? Tôi nói cho cô biết, dù đây có phải là em gái của tôi hay không ấy, thì cô cũng không có quyền đối xử với người ta như vậy. Anh ơi, em biết sai rồi ạ. Mong anh bỏ qua cho em chuyện này. Sống ở trên đời, đừng bao giờ coi thường người khác. Mình chưa hơn ai được điều gì thì đừng đem ra so bì cấp bậc. Núi này cao, ắt sẽ có núi cao hơn. Cô hiểu chứ? Mong anh tha lỗi cho em. Anh đừng hủy hợp đồng với công ty em được không? Cô đi về đi. Còn chuyện ký kết hợp đồng ấy, tôi sẽ bàn bạc với cậu Đạt sau. Trúc, thực sự chị xin lỗi em. Em nói một tiếng giúp chị được không? Không thì chị sẽ bị đuổi việc mất. Tôi đã cảnh cáo chị rồi mà chị không nghe. Bây giờ chị đừng hối hận. Alo, tôi nghe đây. Tôi xin lỗi nhá, nay nhà có việc không trực tiếp về gặp bạn để ký hợp đồng được. Không sao, nhưng mà tôi e là bản hợp đồng này chúng ta phải gặp trực tiếp để bàn bạc. Bạn nói thế là sao? Không lẽ thư ký của tôi là phật ý bạn à? Tôi nói cho bạn nghe này, nếu như bạn muốn công ty của bạn phát triển tốt ý, thì bạn nên dạy dỗ lại thư ký của mình đi. Tôi thật không ngờ bạn lại có cô thư ký vô đạo đức, vô văn hóa, luôn coi thường và sỉ nhục người khác. Vừa rồi còn định đánh em gái của tôi đấy chứ. Tôi xin lỗi bạn nhá. Có gì bạn bỏ qua cho tôi. Được rồi, vậy để tôi đích thân về gặp bạn. Còn Huyền, để tôi xử lý. Ok, hẹn gặp bạn sau. Cô cũng nghe thấy rồi đấy. Mời cô đi cho. Vâng ạ.
Em xin phép vào lấy túi ạ. Nhanh đi. Em có sao không? Em không sao ạ. Em chào anh ạ. Mời cô. Mình vào trong nhà thôi. Vâng ạ. Em đây. Tôi không ngờ công ty tôi lại có loại người như cô đấy. Cũng may tôi với ta là chỗ thân tình, không thì hợp đồng lần này bị cô hại chết rồi. Từ giờ cô không cần đến công ty nữa, ở nhà mà cho rồi nhân cách đi. Anh ơi. Alo. Alo.